Thì các bạn đang ở Windows, mình đang ở tại Simon Music. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn các dòng đàn guitar điện với giá từ 900.000 cho đến 11 triệu. Các bạn xem qua nha. Các bạn cần video clip test thì có thể xem comment ở dưới. Tất cả các video clip test mình để ở dưới. Còn cái nào các bạn muốn test trực tiếp hoặc là test online video thì có thể add Zalo của mình đó, số điện thoại ngay dưới. Hoặc các bạn có thể đến test trực tiếp tại cửa hàng dịch vụ Simon Music số 36 Trần Đình Thảo, Hòa Thành, Tân Phú, căn A08 Bình Trợ. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các video clip tiếp theo. Nhớ subscribe kênh YouTube Nhạc Cụ Simon và Cụ Minh Rock. Cảm ơn các bạn.